Loại trà quý hơn vàng, 1 gram có giá lên tới 33 triệu đồng, mặc dù trên thế giới có nhiều loại thực phẩm có giá trị sánh ngang vàng. Nhưng không phải loại nào cũng gây sự chú ý bằng việc có người bảo vệ cả ngày, sự kiện, những món ăn hot trên mạng xã hội có nhiều người thích uống trà và họ có thể dễ dàng phân biệt được nhiều loại trà khác nhau, tuy nhiên. Liệu rằng có bao nhiêu người đã từng uống loại trà đắt đỏ đến mức những chiếc lá của nó có giá trị như vàng? thậm chí còn được người ta bảo vệ cả ngày, loài cây này có tên là đại hồng bào, một loại trà chỉ có thể tìm thấy trên núi Vi tỉnh Phúc Kiến. Trung Quốc, ước tính tuổi thọ của cây này đã hơn 360 năm, với lịch sử như vậy, không có gì lạ khi lá trà này lại có giá trị đắt đỏ như thế, trà đại hồng bào được ví như loại trà đắt nhất Trung Quốc. Dù có tiền bạn cũng không thể muốn mua là có thể mua uống ngay được, hiện nay chỉ có khoảng vài cây trà đại hồng bào trên núi Vi, vào triều đại nhà Thanh. Chỉ có hoàng gia mới có thể uống loại trà này, dân thường không thể có cơ hội chạm vào, cây mẹ không được phép hái trong thời gian dài. Giá trị của nó lên tới 100 triệu nhân dân tệ, trong khi đó, hầu hết những loại trà đại hồng bào được bày bán trên thị trường hiện nay đều là từ cây con chiết ra, năm 2005. Chỉ có 20 gram lá trà đại hồng bào được chọn và gửi đến viện bảo tàng, ước tính 1 gram lá trà có giá tới 10.000 tệ, 33 triệu đồng không có gì lạ khi ví nó như lá vàng ngay cả khi những lá trà của cây con được bán thì người thường cũng không thể mua được vì cây mẹ có giá trị cao nên nhiều người lén lút lên núi vui để hái trộm trong một thời gian dài lá cây trà này bị hái sạch vì vậy chính quyền địa phương đã cử người tới để bảo vệ mọi người không thể tưởng tượng rằng một cái cây lại được bảo vệ nghiêm ngặt đến vậy mặc dù chưa biết mùi vị của loại trà này như thế nào nhưng với những người bình thường thì còn có rất nhiều loại trà phù hợp với túi tiền hơn mà hương vị cũng rất ngon Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Tin Nhanh 24 giờ, hãy đăng ký kênh của chúng tôi để ủng hộ kênh để được xem nhiều video mới nhất.